VZ là vị tướng đấu sĩ vô cùng mạnh trong Liên quân Mobile, với tiêu chí địch càng đông, chiến càng phê, cô nàng này đã góp mặt rất nhiều trong các trận đấu xếp hạng lẫn đấu giải chuyên nghiệp. Với bộ chiêu thức khá đơn giản, lượng máu nhiều và khả năng hồi phục cực cao, VZ dễ dàng phù hợp với nhiều lối chơi linh hoạt, có thể đi rừng, đi lên hoặc đi hỗ trợ, đôi lúc cũng có thể đi đường giữa. Chú Zoom chào tất cả các anh em nha, đã lâu lắm rồi mới quay lại làm video review trang phục Liên quân. Trong vài ngày gần đây, vị tướng VZ được gà rán cho ra mắt thêm một bộ trang phục hoàn toàn mới, đó là VZ phù thủy trang điểm. Vậy là cô nàng này đã bổ sung trong bộ sưu tập của mình thêm một bộ trang phục siêu đẹp, cho nên trong video ngày hôm nay, chúng ta cùng nhau so sánh VZ Kimono và VZ Esprimo nhé. Đầu tiên là phần so sánh về ngoại hình nhé. VZ Kimono là trang phục bật 2S hữu hạn, nằm trong chuỗi trang phục kimono của Liên quân Mobile. VZ khoác lên mình một bộ trang phục truyền thống của đất nước Nhật Bản. Ngoài màu đỏ thì cô nàng còn sở hữu hai màu sắc khác là màu xanh và hồng. Đặc biệt, khi đổi màu trang phục thì màu tóc của VZ cũng thay đổi theo. Linh thú bên cạnh cô nàng được tạo hình con rắn đầy sắc sảo và rùng rợn, nó uốn lượn quanh VZ như một trợ thủ đắc lực. Điều đáng tiếc nhất là bối cảnh phía sau lưng, gà rán đã bề in nguyên bên các Veni Kimono sang, chứ không đầu tư một bối cảnh mới hơn. Welcome to my skincare channel. VZ Dreamer, đây là trang phục bật S cộng, vừa được bán trong cửa hàng nhân dịp sinh nhật Liên quân. Cô nàng toát lên sự nữ quyền đầy mạnh mẽ, khi khoác trên mình bộ trang phục chim mờ kỳ bí, có một chút thể thao nữa. Ngoài màu trắng của trang phục mặc định ra, VZ có thêm 3 màu sắc khác để lựa chọn, đó là hồng, tím và xanh lá. Vũ khí của cô nàng được thiết kế đầy gai góc và mạnh mẽ, với nhiều vân xích uốn lượn vòng quanh, có tia ánh sáng hồng, xanh và trắng vây quanh. Tiếp theo là phần so sánh hiệu ứng chiêu thức. VZ Dreamer chỉ là bật S cộng nên không có hiệu ứng biến về. Hiệu ứng biến về của VZ Kimono, cô nàng múa vài đường quyền uyển chuyển, phía dưới là biểu tượng bô hoa anh đào năm cánh phát sáng, phía sau mở ra cánh cửa mang đậm dấu ấn Nhật Bản, con rắn uốn lượn vòng quanh, cô nàng VZ từ từ bước vào, cánh cửa ấy xếp lại và xoay vòng, đưa VZ biến về tới đàn. Đòn đánh thường của VZ Dreamer đánh ra một cọng xích màu hồng, chúng vào tướng địch sẽ xuất hiện nhiều hình ảnh anime cảm xúc khác nhau, bao gồm hình mặt cười, hình mặt khóc, hình mặt ngủ và rất nhiều hình ảnh khác nữa. Nội tại quay xích của VZ Dreamer có hiệu ứng vô cùng rực rỡ và sống động, màu sắc chủ đạo là hồng, cọng xích thì màu xanh, rơi ra phải tờ giấy có dấu nụ hôn của VZ, âm thanh là tiếng vàng của sừng xích, đậm chất chimer. Đòn đánh thường của VZ Kimono đánh ra một cọng xích màu xanh, nhìn có vẻ như hiệu ứng thanh thoát và mượt mà hơn so với Dreamer. Xích đánh chúng vào tướng địch sẽ xuất hiện hình ảnh cánh hoa anh đào màu xanh rơi ra, nhìn vô cùng đẹp mắt. Nội tại xoay xích của VZ Kimono nhìn vô cùng đẹp và lộng lẫy, vũ khí của cô nàng xoay một vòng, tạo ra hiệu ứng phát sáng màu xanh rực rỡ. Trên đó có nhiều bông hoa anh đào rơi ra, âm thanh nghe giống tiếng gió xíu xít, kết hợp với giọng nói của VZ, tất cả tạo nên một hỗn hợp tuyệt diệu. Chương 1 của VZ Dreamer, cô nàng phóng ra hai dây xích gây choáng cho đối thủ, hiệu ứng màu hồng chủ đạo, âm thanh nghe rắn chắc và dứt khoát. Chương 1 của VZ Kimono, cô nàng cũng phóng ra hai cọng sừng xích. Tuy nhiên hiệu ứng làm chúng ta hình dung ra đó là những vẫy rắn cứng cáp, có tia ánh sáng xanh phát sáng xung quanh, kèm với những cánh hoa anh đào rơi ra rất đẹp.
Kurasashi. Kurasashi. Chiêu 2 của VZS Dreamer, VZS phóng ra một cọng xích rất dài, kéo ngược đối thủ về, hiệu ứng vẫn là màu hồng chủ đạo. Phía dưới mặt đất có một mật hiệu màu hồng, nhìn giống chữ Trung Quốc, chú Zoom cũng không chắc nữa, có ai rõ thì nhớ bình luận cho chú Zoom biết nhé. Chiêu 2 của VZ Kimono, VZ phóng ra một cọng xích trắng rất dài, có hình đầu rắn, sợi xích uốn lượn rồi duỗi thẳng ra nhìn rất mượt mà, hiệu ứng màu xanh chủ đạo, trước mặt VZ có hiện ra một bông hoa anh đào màu xanh. Heavy no Muchibiki. Major. Chiêu 3 của VZS Dreamer cực kỳ mãn nhãn, VZ lao tới, hiện ra vô vàng đầu nhọn của xích, hướng thẳng lên cao, đó tượng trưng cho góc độ streamer của cô nàng này, hiệu ứng có màu hồng chủ đạo, kèm với vài chi tiết có màu xanh, trên đó có nhiều tờ giấy hình nụ hôn của VZ. Đặc biệt là có chữ ký màu xanh của VZ hiện ra ngay trên những xiềng xích to lớn, như đang đánh dấu sức mạnh tối cao của cô nàng. Chiêu 3 của VZ Kimono cũng lộng lẫy không kém, cô nàng phóng thẳng về phía trước, làm hiện ra vô vàng cọng xích sắt nhọn, vươn thẳng lên cao, cái xích cao nhất nhìn nổi bật hơn hẳn, nó được thiết kế giống như một đầu rắn vậy. Toàn bộ hiệu ứng có màu xanh, ngoài ra có thêm nhiều màu đa sắc của hiệu ứng hào quang tỏa ra xung quanh, đặc biệt khi kết thúc chiêu thức, dưới mặt đất hiện ra vài bông hoa anh đào khép cánh lại rất đẹp. First blood. Sorry that I messed up your hair. First blood. Omedetou gozaimasu. Party 一発目 no hanabi ni narete. Chúng ta cùng xem một số góc nhìn khác để dễ so sánh hơn nhé. Vậy là video đã hết rồi, chú Zoom cảm ơn các anh em đã xem video nhé. Các bạn thích trang phục VZ nào hơn hãy để lại bình luận nhé. Giờ thì bye bye ạ.